Giữa lùm xùm của vợ và đồng nghiệp, Xuân Bắc treo status gây sốc. Nghệ sĩ Xuân Bắc, người khó xử nhất trong vụ lùm xùm giữa vợ và đồng nghiệp, vừa chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Những ngày gần đây, công chúng xôn xao trước đoạn livestream khóc lóc, bày tỏ sự uất ức của vợ Xuân Bắc vì cho rằng mình bị chèn ép khi giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chị Nguyễn Hồng Nhung, tố đồng nghiệp của chồng, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú can thiệp khiến cô không được tham gia chấm thi và phải dạy học trong điều kiện vật chất nghèo nàn. Trước sự việc này, một số nghệ sĩ Vbiz đã lên tiếng với nhiều luồng ý kiến trái chiều khiến công chúng hoang mang, không biết nên tin ai. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Bắc, người khó xử nhất trong vụ lùm xùm giữa vợ và đồng nghiệp, vừa chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trên trang fanpage của nghệ sĩ hài Xuân Bắc vừa đăng tải dòng status: quá lâu rồi và việc gì cần đến sẽ phải đến. Không biết trưa thứ 6 là mùng mấy, nhưng chắc chắn rồi, trưa thứ 6 Xuân Bắc sẽ live stream và sẽ có nhiều điều bất ngờ cho mọi người. Mọi người nhớ tham gia cho sớm nhé, Thanh Kiều cắt chế. Khi mà bà xã đang gây xôn xao khi kể lể bị chèn ép trong một thời gian dài đến mức không chịu đựng nổi và phải chọn cách live stream công khai vạch trần một số sự thật đau lòng, thì lời chia sẻ đầy ẩn ý của Nam Tào lại khiến người khác phải nghĩ ngay đến việc anh đang bóng gió đề cập đến vụ lùm xùm của bà xã và nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Quá lâu rồi và việc gì đến sẽ phải đến. Điều gây tò mò là nam nghệ sĩ hài hẹn live stream vào trưa thứ 6 và bật mí sẽ có nhiều điều bất ngờ cho mọi người. Liệu buổi live stream sắp tới, Xuân Bắc sẽ tiết lộ điều gì liên quan đến những ồn ào của bà xã mình? Một số người hâm mộ khuyên Xuân Bắc nên im lặng trước những ồn ào. Chỉ mấy ngày sau clip live stream khóc lóc của vợ mà Xuân Bắc đã tiều tụy khóc hát thấy rõ, khiến ai cũng xót xa. Ngày 11 tháng 9, Hồng Nhung live stream bày tỏ sự bức xúc vì bị đồng nghiệp của chồng chèn ép. Dù không biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng Xuân Bắc là người lâm vào thế khó xử nhất trong sự việc nhiều này. Nhiều bằng chứng cho thấy Nhật Kim Anh rạn nứt tình cảm với chồng Doanh Nhân. Một vài dấu hiệu cho thấy Nhật Kim Anh đang gặp vấn đề trong hôn nhân khi công chúng từ lâu không thấy ông xã cô xuất hiện trong nhiều sự kiện. Nhật Kim Anh là nữ nghệ sĩ nổi tiếng song song ở cả hai lĩnh vực, ca hát và phim ảnh. Không chỉ thế, cô còn được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc với Bửu Lộc, một doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng ở miền Tây. Cả hai đã làm bạn khá lâu mới quyết định tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Kể từ sau khi lên xe hoa, Nhật Kim Anh gần như tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Cô khá thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân. Ông xã cũng từng thắp tùng cô trong nhiều chương trình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công chúng cho thấy Nhật Kim Anh không còn vui vẻ tươi tắn như trước, sức khỏe cô liên tục suy yếu phải nhập viện điều trị. Trên trang Facebook của cô cũng đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng gây khó hiểu. Nhiều người tinh ý nhận ra, Nhật Kim Anh không còn chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc như trước nữa. Ông xã Bửu Lộc cũng vắng bóng, không bên cô trong những sự kiện của làng giải trí. Thậm chí mới đây nhất, trong buổi tiệc sinh nhật của Nhật Kim Anh, cô chỉ ăn mừng cùng các fan và con trai. Món quà cô nhận được từ người hâm mộ là chiếc đầm giá trị cả chục triệu. Nhật Kim Anh xúc động gửi lời cảm ơn các fan, con trai, nhưng không mảy may nhắc đến chồng. Cô cũng chia sẻ kế hoạch mừng sinh nhật hay món quà mà ông xã tặng. Người hâm mộ liên tục lo lắng cho Nhật Kim Anh. Mới đây, Nhật Kim Anh mừng sinh nhật cùng con trai và fan trong khi ông xã trên hở dưới đi xem phim. Nữ hoàng giao kéo tiếp tục phô hình thể khi dự sự kiện ra mắt phim Chí Phèo Ngoại Truyện. Phi Thanh Vân đến dự buổi công chiếu đặc biệt của phim Chí Phèo Ngoại Truyện tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 12 tháng 9 để ủng hộ các đồng nghiệp. Nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm khi mặc trang phục gợi cảm sau giao kéo. Cô diện váy bó khoe vai trần để lộ vòng 1 và vòng 3 khủng. Điểm nhấn của chiếc váy là phần thân xuyên thấu lên đến gần hông. Phi Thanh Vân được mời phỏng vấn chia sẻ về bộ phim và các diễn viên. Vợ chồng Thu Trang Tiến Lật, Mạc Tông Sơ Tông đi dự sự kiện này. Họ lần đầu đóng vai chính cùng nhau trong một bộ phim điện ảnh. Tiến Lật cho biết sở dĩ anh nhận vai Chí Phèo là vì được đạo diễn Danny Đỗ thuyết phục và cũng vì muốn thử sức với vai diễn hoàn toàn khác với những vai trước đây của mình. Thu Trang thì tiết lộ đây là bộ phim mà cô bị đánh nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng đều là do ông xã Tiến Lộc đánh đến mức lên bờ xuống ruộng. Hai diễn viên của phim là Phương Trân Chô Lê và Nhan Phúc Vinh tay trong tay trên thảm đỏ. Các Phượng đến ủng hộ phim mới có sự góp mặt của bạn trai cô, diễn viên Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn cho biết, những ngày đóng phim, Thu Trang và Tiến Lộc đổ bệnh, anh lại mua thuốc nấu cháo cho hai vợ chồng. Trong khi đó, Tiến Lộc và Thu Trang lại cho rằng hai vợ chồng họ mới là người thường xuyên mua thức ăn và cho Kiều Minh Tuấn quá giang. Diễn viên Phương Thanh đi cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Sau phim Lolo, chị Chanh lại có một vai diễn khá ấn tượng trong phim Chí Phèo Ngoại Truyện. Chí Phèo Ngoại Truyện là dự án phim trinh thám hài với sự tham gia của cặp đôi nam nữ chính là vợ chồng danh hài Thu Trang, Tiến Luật. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Phương Thanh, Kiều Minh Tuấn, Nhan Phúc Vinh, Phở Đặc Biệt, Nam Thư.
Phim được thực hiện bởi đạo diễn Danny Đỗ, khởi chiếu từ ngày 15 tháng 9. Tối qua, sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ đến dự, trong đó có diễn viên Hiếu Nguyễn, diễn viên Xuân Phúc, người mẫu Quỳnh Châu, vợ chồng Minh Hải Lý Hà, Hoa Khôi Nam Em, diễn viên Quỳnh Thư. Đi từ thiện đường dài, Hoa hậu Lý Nhã Lan kiệt sức phải nhập viện cấp cứu. Sau đêm bạc ti ra mắt với sứ mệnh tân hoa hậu, Lý Nhã Lan đã tất bật bắt xe về Cà Mau để trao quà từ thiện. Sau chuyến đi, cô đã kiệt sức phải nhập viện cấp cứu. Theo chia sẻ của Hoa hậu Lý Nhã Lan, trước đêm tiệc bạc ti, cô đã phải trải qua một ca bệnh, phải nằm viện thời gian dài. Tuy nhiên, mọi kế hoạch cho đêm bạc ti đã lên sẵn, không thể hủy lần hai. Cô đã gắng sức để sống trọn cảm xúc trong lời chúc mừng và nồng nhiệt của bạn bè và người thân. Buổi tiệc bạc ti cảm ơn diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Tuy nhiên, Hoa hậu đã rất hạn chế số lượng khách mời, chủ yếu là bạn bè rất thân tình, quý mến và người nhà mới có mặt. Ngay sau đêm tiệc, Hoa hậu Lý Nhã Lan và CEO Hoa hậu Christine Thở Lâm đã bắt chuyến xe đi từ sáng sớm đến tận đầu đất mũi Cà Mau để trao quà từ thiện. Mặc dù kế hoạch trao quà đã lên từ trước, số lượng quà tặng và người nhận quà đã lên danh sách, bộ phận hậu cần sắp xếp, nhưng khi đến nơi, với sự háo hức chào đón tân hoa hậu, người dân nghèo tại địa phương đã phấn khích có chút rối loạn. Đến thời điểm phát quà, vì không gian chật hẹp, một bộ phận dân nghèo đã mất kiên nhẫn, họ xô đẩy giẫm đạp để tranh giành những phần quà nhanh nhất về mình. Đáng tiếc, buổi trao quà đã có những cảnh lộn xộn không được kiểm soát như ý muốn. Giữa cái nắng gay gắt của ngày cuối hè miền sông nước, cùng với số người đến đông hơn dự kiến và sự chen lấn mất bình tĩnh, hơn 200 con người tập trung trong một không gian chưa đầy 100m2. Hoa hậu Lý Nhã Lan đã rơi vào trạng thái mất phương hướng, cô gần như kiệt sức giữa dòng người xô đẩy chen lấn của dân địa phương. Rất may sau đó người đẹp đã lách người để rời khỏi khu vực từ thiện. Lý Nhã Lan nói, nếu tình trạng này kéo dài thêm, chắc Lý Nhã Lan sẽ ngất xỉu tại chỗ. Vì lúc đó tôi như khủng hoảng tinh thần trong cảnh chen lấn. Phát biểu về tình trạng trên, Hoa hậu Lý Nhã Lan nói, có lẽ sự việc vừa rồi cũng đã để lại cho ban tổ chức nhiều bài học, đặc biệt khâu tổ chức phát quà từ thiện. Hơn nữa, đó cũng là trách nhiệm của bản thân, kinh nghiệm để lần sau bộ phận hậu cần có những cách làm việc hợp lý hơn, tránh tình trạng chen lấn, mất trật tự, gây rối loạn ảnh hưởng đến ý nghĩa thiện nguyện. Mặc dù quay về thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sức khỏe yếu nhiều, nhưng Hoa hậu Lý Nhã Lan cũng cảm thấy vui vì mình đã làm được một việc đầy ý nghĩa. Hoa hậu Lý Nhã Lan tâm sự, mỗi lần về Việt Nam thăm gia đình hay thực hiện MV, tôi luôn kết hợp giữa công việc, nghệ thuật và từ thiện. Chọn những điểm xa xôi hẻo lánh để thực hiện cái tâm thiện nguyện của mình. Dù sống trên đất nước cờ hoa từ rất lâu, nhưng tình cảm yêu thương dành cho quê hương đất nước vẫn luôn chan chứa trong lòng trái tim của hoa hậu có trái tim nhân ái. Hoa hậu Lý Nhã Lan luôn đong đầy trong những hình ảnh của những mảnh đời bất hạnh, người nghèo khó khắp mọi miền đất nước. Mỗi chuyến đi là một hành trình đầy ý nghĩa, là một người sống tình cảm chân thành và sống hết mình với bạn bè. Hoa hậu Lý Nhã Lan thực hiện những việc làm đầy tính nhân văn này khi là một mình, khi thì kêu gọi bạn bè, mạnh thường quân cùng chung tay cùng lý tưởng để góp thêm vào những giá trị sống cho những cuộc đời này tốt đẹp. Người chồng sát hại vợ bằng 36 nhát dao. Chiều ngày 12 tháng 9, Thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa nhận tin báo của người dân đã phát hiện thi thể của Nguyễn Tấn Thịnh, 34 tuổi, trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghi can dùng dao đâm chết vợ vào chiều tối ngày 9 tháng 9 vừa qua. Thượng tá Sơn cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành trục vớt thi thể lên để khám nghiệm theo quy định. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc áo được treo trên miệng giếng, một chiếc bóp da bên trong có chứng minh nhân dân mang tên anh Thịnh, một gói thuốc lá cùng một con dao. Theo quan sát của phóng viên, chiếc giếng nơi phát hiện thi thể của nghi can này cách nơi xảy ra vụ án khoảng gần 1 km. Giếng được đào khá sâu và nằm khuất trong một dãy cà phê của người dân. Hiện toàn bộ hiện trường đã được Công an tỉnh Gia Lai phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Như trước đó, báo Công an Nhân dân đã thông tin, vào khoảng 18 giờ tối ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại nhà của hai vợ chồng Nguyễn Tấn Thịnh ở tổ dân phố 17, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Thịnh đã dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, 23 tuổi, tổng cộng 36 nhát. Thấy vậy, em gái của chị Kiều đã vào can ngăn cũng bị Thịnh dùng dao đâm thương tích. Sau khi gây án xong, Thịnh đã vứt dao và bỏ trốn. Chị Kiều được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn em gái Kiều chỉ bị thương. Khóc nấc khi livestream, Xuân Bắc liền nhắn tin nói một câu khiến ai đọc cũng sốc. Liên quan đến việc vợ mình bị chèn ép trong công việc quá lâu, Xuân Bắc đã thể hiện rõ thái độ của mình. Mới đây, cư dân mạng đã rất bất ngờ khi thấy bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc với vẻ ngoài gầy gò, suy sụp và khóc livestream trên trang cá nhân. Trong hơn 36 phút chia sẻ, chị Hồng Nhung liên tục khóc và thể hiện nỗi bức xúc của mình. Liên quan đến công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, liên quan tới chuyện công việc bị dồn nén quá lâu, bà xã Xuân Bắc đã vỡ òa khi quyết định livestream trên trang cá nhân. Chị cũng thể hiện sự bất bình với sự can thiệp của một cộng tác viên là một nghệ sĩ nhân dân đang làm cùng cơ quan với chồng chị. Bà xã Xuân Bắc cho biết, chị quyết định công khai sự việc vì nó đã lên tới đỉnh điểm của chịu đựng.
Sau khi thấy bà xã khóc nức nở trong lúc live stream, Xuân Bắc đã ngay lập tức nhắn tin cho vợ. Mặc dù việc này có liên quan đến đồng nghiệp làm cơ quan công tác, nhưng Xuân Bắc vẫn bênh vợ hết mức có thể. Nhiều người cũng để lại bình luận động viên và ủng hộ Hồng Nhung nhanh chóng vượt qua được chuyện này. Trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng, bình tĩnh đi Nhung ơi, đừng để cảm xúc chi phối, không mạch lạc nữa. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long viết, nghệ sĩ Văn Dung cũng động viên, thương em quá, cố gắng mạnh mẽ lên em, rất nhiều người yêu thương luôn ở bên em, vững vàng lên em nhé. Ca sĩ Mỹ Dung cũng chia sẻ khi thấy vợ nghệ sĩ Xuân Bắc gầy gò quá, nữ ca sĩ khuyên cô nên bình tĩnh. Ngay đến cả những học trò của Hồng Nhung như diễn viên Ngô Thủy Tiên cũng lên tiếng ủng hộ cô giáo của mình.